dòng sông thăm thầm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh, nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Yeah, yeah. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc mọi chuyện thấy lo nhưng lại chẳng nhằm nhò, có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó, như chiếc áo mới giặt hôm qua còn thơm phức, nay bỗng như tự nhiên dính, mực đỏ. Có những chuyện mình thấy nhỏ nhưng nó không phải nhỏ. Yeah. Nhỏ là màu đỏ nhưng áo màu xanh đó là không phải nhỏ đó. Công nhận hai biên luận viên của chúng ta lòng tin cao ghê ha. Mặc cái áo như vậy đó mà chị Giang chỉ hát được cái bài Chiếc Áo Bà Ba à. Rồi sau đó Lâm đưa vô bài rap luôn nha. Ủa chị Giang, chị mặc cái áo xong cài nút vô chị Giang à. Ủa cái nút của chị nằm bên tay nào vậy? Bên trái em. Bên tay trái à. Ủa còn Lâm ơi, cái áo của em cái nút bên nào? Bên tay phải. Ủa sao kỳ vậy ta? Tại sao tự nhiên áo chị Giang nút bên tay trái mà áo của Lâm nút bên tay phải? À, như vậy là có một cái sự phân biệt ở đây. Vậy thì theo các em, cúc áo của nữ nằm bên tay trái còn cúc áo của nam nằm bên tay phải là vì lý do gì? A là để phân biệt áo nam và áo nữ, tức là mình rờ vô tay trái biết áo nữ, bên tay phải biết áo nam. Còn B là cúc áo được thiết kế theo thói quen của con người thời xưa. Theo hai biện luận viên thì thế nào ạ? Dạ kính thưa quý các bạn, này là theo như một cuốn sách Lâm đã đọc được nha quý vị nha. Thì ngày xưa là không có những cái kiểu áo như là sườn sầm xẻ, áo bà ba, áo dài, sa rê đồ này nọ như bây giờ. Mà ngày xưa là nam và nữ đều chung một kiểu hết trơn hết trọi. Nhưng mà để phân biệt làm sao, cái nào để chồng mặc, cái nào để vợ mặc. Chính vì vậy, nhà thiết kế cũng như là thợ may mới suy nghĩ ra, à bây giờ thì thôi, mình quy định là nam bên phải và nữ bên trái. Từ cái thời xa xưa đó, truyền đến thời bây giờ là để phân biệt nam và nữ thôi. À, cảm ơn em Dương Lâm. Còn với chị Giang thì sao? Chị nghĩ cái thời vua chúa đó đã xài một cái vàn nút ở bên trái rồi để cho tỳ nữ gài cho nó tiện á. Cho nên là cái phong tục là cái vàn nút bên trái là có từ thời xa xưa rồi. Và thường cái gì bên tay phải á, nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó thể hiện cái sự mạnh mẽ, cái sự quyền lực của người đàn ông. Còn nữ bên tay trái là cái tay nó không có thuận với chúng ta, là một cái gì đó nó yếu đuối. Cho nên là như chị Giang nói là những người tỳ nữ thì cái hàng nút nó nằm bên tay trái. Nghĩa là nhớ trong đầu rằng là lúc nào thí dụ như gài áo cho hoàng hậu hay là gì, là chỉ cần nhắm mắt thôi là biết là gài bên trái gài qua. À, còn với những người đàn ông như là vua hoặc là các vị quan là bên tay phải gài qua, đúng không? Đúng rồi. Là từ cái thói quen của người ngày xưa. Mời hai vị luận viên về chỗ, xin cảm ơn. Mít và Kiệt, hai em làm trong giới thời trang, các em có để ý đến điều này không? Có, là em biết. Em nghĩ là do thói quen người hồi xưa. Tại vì con trai thì cần phải cởi đồ nhanh hơn phụ nữ. Sao vậy? Bình thường người sẽ để cái thuận, cái nút bên này nó sẽ thuận tay hơn, thì lúc nào cũng sẽ bật nhanh hơn. Cái đó là về cái thói quen á. Thói quen đúng rồi. Thì đó thì em nghĩ là người nam hàng nút sẽ nằm bên đây, còn người nữ thì bên kia để cho nó ngược, để khi mà mình làm cái gì đó, ví dụ như mình cởi đồ ra thì mình sẽ cởi từ từ mình... chứ không phải là mình làm cái phẹt cái, còn người nam vậy mình làm cái phẹt cái gì đó, nó sẽ về cái mang cái tính sinh lý đó anh. Dạ em thì em khác biệt quan điểm với Kiệt chút xíu, mặc dù cũng cùng một cái đích đến. Em khác Kiệt, khác hai bạn kia luôn. Em đã từng mặc cả đồ nam lẫn nữ, ai cũng biết em là người mẫu diễn được cả hai thể loại đồ này. Hồi nãy lúc mà khi mọi người nói về cái việc mà phong tục thì em nghĩ đến, em nhìn xuống cái áo mình liền và em nhớ là những cái áo mà em nhìn thấy được của bạn bè em ngày xưa mặc, mà lúc mà may áo dài vẫn còn may nút bấm ở như đây như thế này nè, thì luôn luôn bấm ở bên trái. Có nghĩa là cái điều này nó đã mặc định đi vào suy nghĩ của những người may đồ theo kiểu truyền thống rồi. Và nếu như nó mặc định vào suy nghĩ của họ thì chắc chắn nó chỉ có thể là cái gì đó mà cha truyền con nói phải làm theo. Cho đến khi sau này phát triển hiện đại rồi thì chúng ta mới đi theo cái thói quen, cái sở thích của cái người khách hàng của mình. Dịch vụ nó phát triển thì chúng ta mới thay đổi cái tập tính đó thôi. Thì em nghĩ những cái đó nó không phải là tự dưng mà có để quy định cho nam lẫn nữ, bởi vì mình quy định ở nước mình nhưng mà chưa chắc nước ngoài đã ra quy định đó. Thì em vẫn nghĩ là nó là những cái gì đó nó truyền thống. Có nghĩa là các em nghĩ rằng là do cái thói quen của người ngày xưa. Dạ. Là phương án mà chị Lê Giang đưa ra.
Còn với đội mình thì sao? Còn em nghĩ thì thói quen ngày xưa cách má thì cũng bắt nguồn từ cái câu chuyện là phân biệt ra là nam đồ sẽ gài bên phải còn nữ sẽ gài bên trái, nên cuối cùng em cũng nghĩ là phân biệt nam nữ, là để phân biệt nam nữ thôi. Dạ. Yes, là theo ý kiến của Dương Lâm. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ có 10 giây để cho các bạn khán giả lẫn hai đội chơi đưa ra phương án của đội mình. 10 giây bắt đầu.